Xin chào các bạn, thì ở video này mình sẽ giới thiệu tới các bạn cái jQuery Expression ở trong Java, được không ạ? Thì cái phần này sẽ là phần nâng cao các bạn nhé. Thì cụ thể nó giúp cho mình làm công việc gì? Thì cái jQuery Expression này nó sẽ giúp cho mình check một cái đầu vào. Giả sử bây giờ mình ví dụ nhé, các bạn nhập vào số điện thoại, các bạn nhập vào email, đúng không? Hay là các bạn nhập vào một cái gì đấy mà nó yêu cầu check rất là khó. Đấy, bây giờ mình bắt các bạn thử suy nghĩ xem là cái email hay là cái số điện thoại thì các bạn sẽ check như thế nào, đúng không nhỉ? Giả sử bây giờ số điện thoại của Viettel chẳng hạn nó bắt buộc phải là bắt đầu bởi số 09, 08 và 03, đúng không? Đấy, thì như vậy là khi người dùng nhập vào nó bắt buộc phải theo format như vậy. Đó, thì như vậy là cái jQuery Expression nó sẽ giúp cho mình check đầu vào ở mức độ nâng cao hơn, đúng không? Hay là ở ví dụ như là các bạn ở trường mình đi, ở trường FPT đúng không? Thì các bạn muốn login vào được hệ thống ấy, thì các bạn cái mail của bạn nó phải có đuôi là gì các bạn nhỉ? Phải có đuôi là .fpt.edu.vn đúng không? Đấy, thì như vậy là cái chuỗi jQuery Expression này nó cũng phải check được cái công việc như vậy. Ok nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ đưa ra một cái ví dụ này, là ở đây là mình nhập vào một cái chuỗi TXT và mình in ra, đúng không nhỉ? Đấy, nhập và in thôi. Thì bây giờ mình muốn rằng là cái chuỗi của mình ấy nó chỉ được nhận là một số thôi các bạn nhá. Đấy, trường đầu tiên này, cái ví dụ đầu tiên đi, là mình muốn là cái chuỗi của mình ấy nó chỉ nhận một số thôi. Đó, chỉ nhận một số thôi. Có nghĩa là khi mà người dùng nhập vào là một số từ 0 đến 9 ấy, thì mình sẽ in ra câu thông báo là ok. Còn nếu mà người dùng nhập vào mà một cái gì đấy nó khác một số, có nghĩa là nó có thể là 2 số, 3 số, hay là người dùng nhập chữ vào ấy, hay là người dùng nhập một ký tự đặc biệt vào, thì mình sẽ in ra not ok, đúng nhá. Đó, thì để làm được như vậy thì bây giờ mình sẽ dùng một cái button các bạn nhá, để bắt đầu dùng cái jQuery Expression mà. Đó, các bạn khai báo cho mình một cái button. Mình là P đi, bằng button.comply. Đấy, thì trong cái phần comply này các bạn sẽ truyền vào cái chuỗi là jQuery Expression, thì như vậy nó sẽ kiểm tra xem nếu mà cái chuỗi các bạn nhập vào ấy mà nó phù hợp với cái P này thì là ok, được không? Đó, thì bây giờ cái jQuery Expression ấy nó sẽ bắt đầu với ký tự là số mũ này các bạn này, ký tự là mũ đúng không? Đấy, và kết thúc bằng cái dấu đô la các bạn nhá. Cái dãy của mình ấy nó sẽ bắt đầu bằng cái mũ và kết thúc bằng dấu đô la, và trong cái phần này các bạn sẽ truyền vào cái chuỗi mà các bạn muốn. Thì bây giờ ở đây mình muốn là ở cái chuỗi của mình ấy, cái chữ mình nhập vào ấy nó chỉ là một số đúng không? Thì ở đây mình chỉ là ghi từ 0 tới 9. Đó. Như vậy là xong. Thì cái phần này mình nghĩ rằng là các bạn cứ làm nhiều các bạn sẽ quen thôi, được không nhỉ? Các bạn cứ làm nhiều ví dụ các bạn sẽ quen phần này thôi. Đó, thì bây giờ mình if này. NP của mình ấy mà chấm thì mask, có nghĩa là họ nếu mà cái P của mình nhá, cái gọi là cái quy tắc này đúng không? Mình gọi cái quy tắc này mà nó phù hợp với cái chuỗi này, hay là cái chuỗi này nó phù hợp với cái quy tắc này, nó đúng với quy tắc này, thì và chấm file nữa. Đấy, thì nếu mà cái cụm này, cái cụm mà p.master.file mà nó trả về true ấy, thì có nghĩa là thành công, có nghĩa là hai thằng này nó match được với nhau, đúng không ạ? Còn else thì mình sẽ là else trường hợp lại là không giống, đúng không? Có nghĩa là không thỏa mãn. Đấy, thì bây giờ mình muốn là nếu mà ok, nếu mà cái p.master.file nó trả về true, tức là đúng rồi, thì mình sẽ in ra câu thông báo là ok. Đấy, txt ok đi, đúng không ạ? Còn L thì mình sẽ in ra con báo là txt not ok, được chưa? Ok nhá, bây giờ mình test thử các bạn nhá. Rồi, bây giờ mình nhập như thế này thì nó bảo not ok đúng không? Đây, txt not ok đi các bạn. Đó, hoặc là mình in ra câu error đi cho nó đỏ đỏ đi, đúng không nhá? Rồi, nhập là số đi các bạn, cũng không được đúng không? Bây giờ mình nhập thử là một số thôi. Đó, thì nó báo là ok nhá. Nhập tiếp này. Đấy, nó cũng báo là ok đúng không các bạn? Được chưa? Như vậy là ở đây là mình đã check được cái việc là người dùng chỉ được nhập vào một số thôi. Đó, thì ở đây mình muốn là nó khi mà người dùng nhập sai thì mình sẽ bắt người dùng nhập lại các bạn. Đó, thì mình nghĩ rằng là bây giờ mình cho vòng while đi, được không nhỉ? Cho vòng while các bạn nhá. Khi người dùng nhập sai mình bắt người dùng nhập lại thì mình cho vòng while đi. While true này. Đó, như này đúng không? Thì TXT thì mình sẽ cho nhập trong đây đi các bạn, cho nhập trong đây đi. Ok, cho nhập trong đây đi. Đó, chỗ này xóa đi nhá, chỗ này xóa đi các bạn nhá. Và đây nếu mà ok, nếu mà đồng ý rồi, nếu mà thành công rồi thì mình sẽ break. Còn nếu mà không ấy thì mình sẽ bắt người dùng nhập lại, đúng không nhá? Đó, rồi xem lại các bạn nhá. Như thế này nó chuẩn theo kiểu test đầu vào đấy các bạn. Nhập chữ này không được đúng không? Số này không được này, chỉ được nhập là một số thôi thì được. Đó, thì bây giờ tiếp tục này,
lại đến câu hỏi là bây giờ mình muốn nhập nhiều số thì như thế nào nhá. Mình muốn nhập nhiều số thì sẽ phải xử lý như thế nào? Thì đơn giản là ở đây các bạn sẽ cho mình một cái dấu cộng. Đấy, thì khi mà các bạn để dấu cộng ở đấy, nó sẽ hiểu rằng là các bạn có thể được nhập nhiều cái ký tự số nha các bạn nhá. Khi các bạn thêm dấu cộng ở đây thì nó sẽ hiểu rằng là các bạn có thể nhập được nhiều ký tự số, được không nhỉ? Nhiều ký tự số các bạn nhá. Rồi xem lại, test lại này, chữ không được đúng không? Đấy, nhập một ký tự nó là số thì là ok đúng không? Nhưng bây giờ mình nhập nhiều xem như thế nào các bạn nhá. Nhập nhiều này, đấy vẫn thành công, được chưa? Vẫn thành công các bạn nhá. Đó, thì như vậy là cái dấu cộng này nó sẽ giúp cho mình là bây giờ là mình sẽ được nhập là nhiều ký tự vào, nhưng mà phải là ký tự số các bạn nhá. Ok, lại tiếp tục, lại có một câu hỏi này, mình sẽ nốt lại đây. Ví dụ 2 đúng không, là gì ạ? Nhập nhiều số. Ví dụ 3 này các bạn, ví dụ 3 các bạn nhập cái số của các bạn ấy nó phải lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu số đấy. Giả sử các bạn muốn nhập nhập vào là một cái dãy cái mã code đi. Mã code thì mình muốn là cái mã code của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng 6 ký tự các bạn nhá. Ví dụ 3 này. Ví dụ 3 các bạn nhá, là nhập số dài hơn lớn hơn 6 ký tự, đúng không ạ? 6 ký tự các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ rất đơn giản, bây giờ mình thay dấu cộng. Vì nếu mình để dấu cộng như này thì nó sẽ hiểu rằng là nhập thoải mái, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình thay cái này bằng cái dấu ngoặc như này, mình để là 6 phẩy như này đi. Đấy, thì như vậy nó sẽ check được cho mình là bây giờ mình để 6 phẩy như này các bạn nhá. 6 phẩy nhá. 6 phẩy các bạn nhá. Thì như vậy nó sẽ hiểu rằng là mình sẽ được nhập là lớn hơn 6 ký tự. À, lớn hơn nó bằng 6 ký tự các bạn nhá. Lớn hơn bằng 6 ký tự. Đấy, được chưa? Mình xếp lại này, test lại này. Chữ chắc chắn là không được rồi đúng không? Bây giờ nhập là 123 như vậy là 6 đúng không? 6 như vậy được, bây giờ mình xóa đi. 5 xem như thế nào các bạn nhá. Đấy, 5 không được đúng không? 5 không được rồi. 123 như vậy là 6 này. Được luôn. Ok chưa các bạn? Nhá, 8 phẩy đấy, 8 phẩy là như vậy là nó sẽ nhập thoải mái. Bây giờ các bạn nhập 7 8 9 nhiều ký tự hơn cũng được. Đó. Còn nếu bây giờ các bạn muốn nhập chính xác 6 ký tự thì sẽ như thế nào? Các bạn muốn nhập chính xác là 6 ký tự ấy. Đó, thì rất đơn giản thôi. Mình sẽ nốt lại tiếp nhá. Ví dụ là gì ạ? Ví dụ 4 này. Nhập chính xác 6 ký tự. Đấy. Thì rất đơn giản là các bạn để đúng cho mình số 6 ở đây là xong. Được chưa? Để đúng cho mình số 6 ở đây là xong. Đó, thì bây giờ mình sẽ check lại xem như thế nào các bạn nhá. 123 1 này. Không được đúng không? Vì là 7 ký tự rồi không được. Bây giờ mình nhập 123 5 ký tự này. Cũng không được. Bây giờ mình nhập là 123456 6 ký tự đúng không? Ok, thành công luôn. Thành công luôn các bạn nhá. Đó, thì như vậy là ở đâu đấy lại là mình cũng hiểu sơ sơ đúng không? Đó, 6 ký tự rồi. Bây giờ thế giả sử mình muốn nhập trong khoảng từ bao nhiêu, từ 6 tới 10 ký tự thì sao? Thì đơn giản là 6 và 10 thôi, đúng không? Đấy, thì như vậy là người dùng bắt buộc phải nhập trong khoảng từ 6 tới 10 nhá. Rồi, xếp lại này, test lại này. 123 như thế này đi, 123 như này không được đúng các bạn. Bây giờ mình nhập là 11 ký tự đi. 123 này. Không được. Đó, thì bây giờ mình nhập một cái TXT mà nó dài là từ 6 tới 10 đi. Bây giờ mình nhập là 7 đi các bạn. 123 này. 13. Đấy, 7 đúng không? 7 ký tự này, enter này. Đúng luôn, thành công luôn các bạn nhá. Đó, thì như vậy là mình đã xong được công việc là bây giờ mình check cái ký tự đầu vào ấy nó phải là số, và nó thứ nhất là nó có thể là nhận một ký tự này, nhiều ký tự này, lớn hơn bằng bao nhiêu ký tự này, bằng bao nhiêu, chính xác là bao nhiêu ký tự, và cuối cùng là gì các bạn nhỉ, là trong khoảng bao nhiêu ký tự đó. Ok nhá, thì như vậy là mình đã xong được phần số rồi đúng không? Đó, tiếp tục này, bây giờ đến phần chữ này. Bây giờ giả sử các bạn muốn là cái đầu vào của bạn ấy nó chỉ là chữ thôi, nó chỉ là chữ các bạn nhá. Thì bây giờ thay vì là từ 0 đến 9 ấy thì mình sẽ nhập là từ A đến Z. Từ A đến Z. Đấy. Thì các bạn lưu cho mình nhá. Ở đây các bạn phải để cho mình là từ A thường đến Z thường, từ A hoa đến Z hoa ấy. Thì như vậy nó sẽ hiểu rằng là mày muốn nhập là cả ký tự thường cả ký tự hoa, được không? Còn nếu mà các bạn chỉ để là gì ạ? Là A thường đến Z thường thì các bạn chỉ là được nhập cái ký tự thường thôi, được không nhá? Đấy, còn ở đây thì mình ở cái phần bên phải này thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Nếu mà các bạn để dấu cộng như này thì các bạn được nhập thoải mái, được không nhỉ? Đấy, xếp lại, test lại các bạn nhá. Nhập là số đây này. Chết luôn, không được đúng không? Mình nhập là chữ và số đi. Cũng không được. Vì là cái dãy này nó yêu cầu mình là mình chỉ được nhập là gì ạ?
mình chỉ được nhập là chữ thôi, đúng không? Thì bây giờ mình chỉ nhập là chữ thôi, đó, đó, thì như vậy là thành công, đúng không các bạn? Thế bây giờ mình muốn là cái chuỗi của mình nó nhập cả số cả chữ thì sao? Nếu mà các bạn muốn nhập cả số cả chữ nhá, thì các bạn thêm cho mình là từ 0 đến 9 là xong nhá, từ 0 đến 9 là xong các bạn nhá. Đó, thì vậy là mình được nhập cả số cả chữ thôi. Đấy, bây giờ mình nhập như thế này. Thành công đúng không các bạn? Được nhận cả số cả chữ. Nhưng bây giờ mình ví dụ nhá. Mình ví dụ mình thêm dấu cách như này đi. Đấy. Thấy chưa? Chết luôn đúng không? Là không được. Vì sao các bạn? Vì là chỉ được nhập số và chữ thôi, không có dấu cách. Đó, không có dấu cách các bạn nhá. Ok. Thì ở đây nếu mà các bạn muốn có dấu cách thì các bạn thêm cho mình một cái dấu cách ở đây này. Đấy, để dấu cách như thế này. Đúng nhá. Thử lại nhá các bạn nhá. Thử lại này. Được chưa? Ok đúng không các bạn? Đấy, ok các bạn nhá. Rồi để mình xem là còn gì đúng không nào? Thì mình nghĩ rằng là cái ví dụ đầu tiên thì mình sẽ đưa như thế này là cho các bạn đồ đúng không? Đấy, thì bây giờ giả sử các bạn muốn check là cái chữ mà người dùng nhập vào, cái tên người, bây giờ mình ví dụ là một cái hệ thống các bạn check cái username đi, thì nó chỉ là chữ thôi đúng không? Nó chỉ là chữ và dấu cách thôi, thì các bạn có thể làm gì ạ? Các bạn để như thế này thôi. Thì vậy là người dùng chỉ được nhập là chữ và dấu cách thôi, đúng không? Đấy, xem lại nhá, mình giả sử mình nhập là alias này đúng không? Alias này, bây giờ mình thêm cái dấu ký tự đặc biệt này là không được. Đấy. Chỉ nhập là chữ thôi, chữ là từ A đến Z thôi, đúng không? Đấy, nhập là số này. Không được đúng không? Vì sao các bạn? Vì cái chuỗi của mình đây là check là gì ạ? Là được nhập ký tự và được nhập thêm cái dấu cách thôi đúng không? Đấy, alias này, VN này. Đấy. Ăn luôn, đúng không? Ăn luôn các bạn nhá. Tuyệt vời chưa? Đấy, thì mình nghĩ rằng là cái video này đến đây là đủ rồi. Đấy, thì tiếp tục mình sẽ làm tiếp những video tiếp theo nó nâng cao hơn, đúng các bạn nhỉ? Như mình bảo khi nãy là check mail này, hay là check cái giá trị các bạn nhập vào, check số điện thoại của Viettel, check số điện thoại của Vina, đúng không? Đấy, giống kiểu như bây giờ các bạn nhập vào số điện thoại thì họ sẽ biết được rằng là đây là số điện thoại của Viettel hay là số điện thoại của Vina, hay là điện thoại của Mobi, đúng không? Ok nhá, thì video sẽ kết thúc ở đây. Chúc các bạn thử thành công, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.